Hello các bạn, chào mừng các bạn tới với kênh của Hiền Vi. Chúc các bạn một ngày làm việc thật là vui vẻ nhé. Hôm nay Hiền Vi lại đi cắt rau các bạn ạ. Giang Hồ về đi cắt rau các bạn. Đây là em trai thứ hai ở Bình Dương về. Cái vườn rau mà ngày trước thì là hiện quay các bạn mà cái vườn xà lách với ngò ấy, ngò thì bên kia ngò đã nhổ rồi các bạn. Nhưng mà bây giờ thì còn xà lách thì bây giờ đến mùa thu hoạch rồi. Cho nên là tiện thể thì hiện đi cắt xà lách cho mẹ á, rảnh được mấy tiếng là đi cắt xà lách với mẹ thì quay xà lách cắt xà lách cho các bạn luôn. Đây là hai luống xà lách chân đó các bạn. À, vì sao người ta gọi là xà lách chân? Tại vì cái xà lách chân á thì cái luống mà người ta gieo hạt sau đó mọc cây con lên để mà nhổ cái cây con đó đi sang cái luống khác để cấy á, thì còn những cái cây còn lại ở trên cái luống gốc của nó thì người ta gọi là xà lách chân nhá. Xà lách chân là xà lách mà không được rời đi chỗ nào ấy, không rời đi chỗ khác để trồng ấy, người ta gọi là cả xà lách chân. Còn bây giờ chúng ta sẽ đi xuống dưới cái cây này cũng thu hoạch rồi các bạn này, cái cây rau dền á, có rau dền đỏ các bạn. Đây là cái cải cay này thì ít bữa nữa là phải nhổ đi, nhổ để bán. Còn cái này là rau cải ngọt. Đây là cái cây súp lơ các bạn. Đấy, các bạn nhìn thấy không, cái bữa mà Hiền nói là mới để dỡ cái lưới lên để cho nó có ánh sáng thì bây giờ nó đã tối thế này rồi này. Thu hoạch xà lách xong là mình lại được cấy súp lơ rồi đấy. Đây, ở dưới này thì mẹ đang cấy. Ở đây có mấy luống cải ngọt đấy mà, 1, 2, 3, 4, 5, 6 luống cải ngọt. À, xà lách thì cái luống tốt thì mình cắt trước, còn cái luống ấy thì mình cắt sau, mà nó hư hết rồi sao? Cắt là phải úp xuống nhá, cắt xong là phải úp xuống như thế này để khi chúng ta tưới nước rồi chúng ta rửa cái nhựa của nó như thế này này, rồi đóng bịch á, nó mới không bị ướt, không bị nát. Cắt xong là một bịch thế này là 5 kg nhé các bạn, một bịch như thế này là 5 kg này. Đó. Cắt xong là đóng bịch như thế này luôn, gọn gàng thế này luôn, là phía bên người thu mua người ta sẽ tự vào người ta xách. Cắt được 3 mỏi, cắt được 3 luống rau mà cắt từ từ các bạn, cắt mới có mấy trăm ký, mấy trăm ký nó cũng nhanh cho nên là không có mượn người, chỉ có người nhà thôi, 4 người, có thằng em ở dưới Bình Dương nó mới về nữa. Hôm nay công việc ở dưới Bình Dương nó rạn vã thôi, nó về chơi mấy bữa xong rồi lại xuống. 3 luống này được 100 kg các bạn. Rau cắt 3 luống được 100 kg. À, cắt 6 luống là được 200 kg. Họ chẳng được là tấn rau.
Trời nắng mới có cách, trời nắng mới qua có rõ không nhỉ? Trắng quá. Rau rau của mẹ các bạn, không phải rau của Hiền đâu nha. Hiền không có đất trồng rau đâu. À, bạn nhìn thấy không? Rau bạt ngàn luôn. Toàn rau các bạn ơi, rau bạt ngàn xứ sở luôn à, một rừng toàn rau. Một rừng rau, nói chung là cái xã này là trồng rau hết ạ. Vườn nào vườn nấy đều trồng rau hết. Chưa cắt đâu hết thì để chiều cắt tiếp. Nhưng mà chắc khả năng là cắt hết. Đây trên này này. Toàn xà lách thôi. Xong rồi các bạn. À, trơ trời, trơ trật trời. Còn 2 kg nữa các bạn, 2 kg nữa là xong rồi đó. Đó. Tưới rau các bạn. À các bạn nhìn thấy tưới rau không? Rau là tưới như thế này. Bé tự động á. À. Tưới rau là mình chỉ cần bật bật TV bên trong một cái là bắt đầu nước có từ ống nó dẫn lên là nó tự phun nó đài các bạn. Khỏe hơn là khi ngày xưa mình toàn tưới vòi á, tưới gio, bây giờ nó khỏe rồi. Đây hiện cắt xong rồi, còn có chừng này nữa là xong. Xong rồi là số lượng là đủ 200 kg. Con sẽ về đi cũng như chắc. Đây, đây cũng như chắc. Mấy cái luống này ít bữa nữa là cắt được rồi các bạn này. Chiều là ngày mai là cắt nốt cái khúc dưới kia khoảng chừng mấy mấy tạ nữa. Đây, rau rau khác này. Cái giống rau này là ăn nó không ngon bằng cái giống rau đang cắt đó các bạn. Hai cái màu khác nhau nhìn các bạn nhìn thấy. Và rau bên này màu nó vàng hơn này, và rau bên này màu xanh hơn. Cái giống này nó ăn không ngon bằng cái giống này. Cắt xong là để góc góc cây thế này là xíu nữa người ta tự vào người ta bốc lên xe. Đó, đậy lại đã khỏi nắng là được. Đấy, sẽ tự bốc lên xe còn mình không 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 có liên quan nữa. Mình chỉ cắt thôi, cắt vào đóng gói thôi. Cắt vào đóng gói còn bỏ thế này vào xe. Video của Hiền cũng xin kết thúc tại đây nha các bạn. Các bạn xem video thấy hay thì nhớ đăng ký, like, chia sẻ giúp Hiền với nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau nha.